Xin chào tất cả mọi người đang xem kênh của shop giày si Tuấn Hương nhá. Hôm nay thì shop giày si của em lên soạn hàng báo giá cho mọi người một lô giày thể thao hàng sale nhá. Hôm nay thì trong video này thì em sẽ sale đồng giá là 170.000. Các bác mua hàng mình ưng mã nào chốt đơn thì vui lòng chụp màn hình lại xong gửi qua số Zalo cho em. Zalo là 0963090994 nhá, hoặc là 0983649541. Thì đầu like đây là một đôi giày của thương hiệu Lacoste nhá. Hàng made in Việt Nam. Hiệu này thì là của Thái Lan nhưng mà sản xuất tại Việt Nam. Và mẫu này thì chất liệu thì nó làm từ vải lưới pha lẫn da nhá. Đôi này thì trông nó hơi cũ một chút. Còn lót bên trong vẫn còn rất là mới, jean của Lacoste luôn nha các mọi người. Đôi này thì kiểu để bên ngoài thì màu của nó là kiểu bị bụi đây này mọi người nhá. Các bác về vệ sinh lại đi là nó sẽ sạch. Còn đôi này thì ngon, nguyên jean. Size là 44.5 mọi người nhá. Mã là E9, size 44.5. Chiều dài bàn chân của đôi này là 28,5cm. Giá cho đôi này là sale 170.000 nhá mọi người nhá. Sale 170. Mã E9 nhá. Bác nào ưng thì chụp màn hình lại đôi này xong gửi qua Zalo cho em. Mã E9 ạ. Đấy, để đây là một đôi giày hiệu Nike nha mọi người. Đôi này cũng bị bụi ấy, sau nó bị đen ở cái phần mũi giày đây nha mọi người nhá. Nó trông nó hơi kiểu bụi một tí ạ. Các bác về thì vệ sinh lại giúp em. Đấy. Đôi này thì tình trạng là còn ok, giày độ mới còn tương đối là cao nhá. Ngoài cái phần mũi giày nó dính gọi là bụi màu đen ra thì lót lòng trong của đôi này còn cũng tương đối là mới và nguyên jean. Size 42.5, chiều dài bàn chân 27cm. Hàng made in Việt Nam. Mã M7, size 42.5. Đôi này hôm nay trên live, đầu live sale cho mọi người đôi này, riêng đôi này nhá. Em sale là 120.000 mọi người nhá. 120.000. Bác nào chốt đôi này thì chụp màn hình lại gửi cho em. Đôi này sale là 120 nhá. Đấy, cho các bác về đi lao động hoặc là đi chạy bộ tùy mọi người. 120.000 nhá. Đôi tiếp theo ạ. Đây là một đôi giày của thương hiệu Adidas nhá, dòng EQT. Đôi này sale 170.000, mã B9 ạ. Size 42. Đôi này sale 150 thôi nha mọi người. Sale 150 đôi này thôi ạ. Đôi này thì tình trạng còn ok. Nói chung là mua để mà đi làm hoặc là đi lao động thì vẫn có thể là đi được nhá. Đôi này không lỗi, không hở keo, cũng không sơn sửa gì cả. Đấy. Mã B9 này, size 42. Sale 150 thôi này ạ. Em sẽ sale đồng giá là 170. Tuy nhiên là có đôi nào kém hơn một chút thì em sẽ sale là 150. Hoặc là giá như thế nào thì em sẽ báo ở trên live thì mọi người lưu ý nhé. Lên tiếp ạ, đây là một đôi giày của thương hiệu Adidas này. Và mọi người lưu ý giúp em nữa là giá này chưa bao gồm tiền ship nhá. Khách hàng nào chuyển khoản full bên em bao ship, còn nếu không thì mọi người chịu thêm tiền ship giúp em ạ. Ship thì là 25.000, 30.000 tùy từng khu vực nhá. Đôi này có mã V17, size 415. Chiều dài bàn chân là 26, hiệu Adidas, đôi này ngon. Cổ lửng. Cổ thì có bo chun đấy, để ôm cái cổ chân của mình khi mà mình chạy hay là đi làm hay là mặc quần nhé, các thứ thì nó sẽ ôm sát cái cổ chân luôn. Đôi này chất liệu thì cũng làm bằng vải lưới nhá. Vải lưới chun co giãn nha mọi người nhá. Lưới ở bên trên và chất liệu thì nó là co giãn. Hiệu Adidas, mã V17, size 41.5. Sale 170.000 nhá mọi người nhá. Lên tiếp một đôi vặn cót ạ. Đôi này đế hơi mòn nhá mọi người nhá. Đôi này em sale 150. Hiệu là Rokin.
Râu kim của Hàn nhá, lót lòng trong vẫn còn zin mới. Đôi này đôn đế đằng sau khoảng 3 phân, tuy nhiên cái đế của nó là đế xốp, nhưng mà đế thì nó hơi mòn nha. Và đôi này em sale 150.000. Mã cho đôi này là, đấy không có mã luôn. Đôi này mã là mã xả 1 nhá, mã X1 nhá mọi người nhá. Đôi này size của nó là 41 ạ. X1 size 41, sale 150. Mọi người nhá, sale 150. Tiếp theo, đây là một đôi giày của thương hiệu Reebok. Đôi này thì có mã là T0, size 45,5. Đôi này thì mới ạ, mới tinh. Tuy nhiên là size nó to, thế nên là cũng lên sale bỏ nhá. Lót lòng trong vẫn còn jean Reebok này, mới keng luôn nhá. Tem mác đây nhá. Chiều dài bàn chân là 30cm. Đôi này của em sale 170.000. Sale 170 nha các bác. Lên tiếp một đôi Adidas dòng Superstar. Đôi này thì dòng sò nhá, sò. Mã là S3, hiệu Adidas, size 41.5 ạ. Chiều dài bàn chân là 26. Size này là 42,5 nhá, made Indo. Chiều dài bàn chân của đôi này là 270. Size 42.5, mã S3, hiệu Adidas nhá. Mới ạ. Đôi này giá sale 170.000 nhá mọi người nhá. Đôi này đáng nhẽ là phải bán giá cao hơn cơ, nhưng mà bây giờ em lười lọc các mọi người ạ. Tóm lại là vớ được đôi nào thì em lên đôi đấy nhá. Vớ được đôi nào thì lên đôi đấy. Đôi nọ bù đôi kia, thế nên là các bác phải thật nhanh tay thì mới chọn được đôi đẹp đấy. Đôi này của thương hiệu Nike Air Force. Mã là B49, size 40. Chiều dài bàn chân là 25cm nhá mọi người nhá. Nike Air Force phun da màu trắng. Đôi này đôn đế chắc là khoảng tầm 3 phân. Mã B49, size 40. Giá cho đôi này đang bán là 450. Hôm nay sale 170.000. Hàng chính hãng nhá. Tem cốt mã vạch bên này. Đấy. Đôi này size 40, phun da, không lỗi lầm, không hở keo, không đi keo lại nhá mọi người nhá. Em lên tiếp ạ. Đây là một đôi giày của thương hiệu Sport. Dáng là dáng giày lười. Đôi này thì dính dính à. Đôi này có sơn lại hay sao ấy. Sơn lại phần đế nhá mọi người nhá. Sơn lại phần đế. Đôi này bên trên thì chất liệu là pha da, da BU và da lộn nhá. Hãng thì hiệu của nó là Sport. Thì hiệu này là hiệu của Hàn. Và đôi này thì có sơn lại nhá mọi người nhá. Có sơn lại ở phần đế giày. Đôi này thì hiện tại là đang mất một cái miếng lót. Bác nào mua đôi này chốt đơn thì em sẽ tặng cho mọi người một cái miếng lót size 42. Mọi người nhá, đôi này thì dáng giày lười. Thiết kế buộc dây ở đây thì nó chỉ là dạng nó lút rút thế này thôi, để điều chỉnh chân. Đấy. Size 42, chiều dài bàn chân 27, mã K22. Sale 170.000. Tặng thêm một miếng lót nhá mọi người nhá. Bác nào chốt đơn đôi này tặng thêm miếng lót này. Lên tiếp ạ, đây là một đôi Puma. Puma size 39 nhá mọi người nhá. Mọi người xem trên video nhá, ưng đôi nào thì chốt chắc giúp em nhá. Hàng này em sẽ không cho quay đầu đâu mọi người nhá. Và khách hàng phải chuyển khoản hết ạ. Hàng này không cho quay đầu đâu.
Sale giá này là không muốn cho khách quay đầu rồi. Nếu trừ khi nào mọi người nhận hàng nó bị lỗi, bị hở keo, bị rách, không đi được, bên em sẵn sàng đổi cho mọi người sang một đôi mới. Tuy nhiên là nếu mà đi trật đi rộng thì mọi người cho biếu tặng nhá. Bên em không thu hồi lại để đổi trả trong có vấn đề đấy nữa. Thế nên là các bác cũng lưu ý giúp em mã E8 size 39 hiệu Puma, chiều dài bàn chân 25 cm, hàng chính hãng. Tem cốt mã vạch đầy đủ này. Lót lòng trong còn mới này. Size 39 nhá mọi người ơi. Đôi này thì ngon. Đấy, bác nào nhanh tay thì với ở đôi này thì rất là ngon nhá. Không lỗi lầm, size 39. Mẫu này nam nữ có thể đi được ạ. Lên tiếp một đôi giày siêu nhẹ của thương hiệu Nike. Đôi này bác nào mà hay bị đau chân ý, hay bị đau chân mà mọi người lo cái vấn đề là giày nó nặng ấy, thì mọi người hãy lấy đôi này, bởi vì đôi này siêu nhẹ luôn. Đế xốp nhá, siêu nhẹ, mã A34 size 43, chiều dài bàn chân 27,5 cm, 27,5. Tem cốt mã vạch đầy đủ, hàng chính hãng. Đôi này sale 170.000 nhá mọi người nhá. Sale 170. Em lên một đôi Nike này. Mã H11 size 38,5. Đôi này thương hiệu Nike. Và đôi này tình trạng độ mới còn cao nhá. Mới keng, đế thiết kế rất là hay nhá mọi người nhá. Điệu nhất là ở cái đế luôn đấy. Size 38,5, chiều dài bàn chân 24,5. Lót vẫn còn jean của Nike đây mọi người nhá. Lót vẫn còn jean của Nike này. Đấy, tem mác bên này. Size 38,5, giá sale 170.000. Một đôi giày của thương hiệu Nike, mã T16 size 40, chiều dài bàn chân 25 cm, hiệu Nike. Đôi này chất liệu làm bằng vải lưới, tình trạng độ mới cao, lót lòng trong đấy. Tem mác bên này nhá mọi người nhá. Size 43, size 43 mà. Đôi này size 43 nhá. Ai ghi 40. Size 43, chiều dài bàn chân 27,5 nhá. 27,5, size 43. Em cầm đôi này trên tay cũng thấy là to ấy, thế mới phải kiểm tra lại mác. Đúng là kiểu nhìn phát là biết luôn, nghi ngờ nhân sinh là phải kiểm tra ngay. Đôi này sale 170. Lên tiếp ạ. Đây là một đôi giày của thương hiệu Adidas, đế bằng, mã K7, size 43,5, chiều dài bàn chân 27,5. Đôi này đế thì nó hơi mòn một tí nhá mọi người nhá. Đôi này đế mòn nhá mọi người nhá. Đấy, các bác chốt đôi này thì cũng biết tình trạng. Em sale 170.000. Sale 170 mã K7 nhá mọi người nhá. Lót đây ạ. Chất liệu giày thì làm từ vải kaki, và màu này là màu kiểu màu xám ấy, nâu xám, đúng không nhở? Nâu xám nhá. Nói chung là ngoài trừ cái đế ra thì đôi này khá là ok. Giá sale là 170.000 mọi người nhá. Đây là một đôi giày của thương hiệu Adidas, size là 42, chiều dài bàn chân là 27 cm nhá, size 42. Đôi này ngon. Bác nào đi vừa chốt đơn, made Indo nhá, size 42,5 cơ, chiều dài bàn chân 27 cm. Giá sale 170, hàng made Indo. Made Indo.
Lên tiếp một đôi giày Hàn nhá. Mã M18, size 42, chiều dài bàn chân 27, hiệu Hàn Quốc. Giày này thì có màu tím than và chất liệu là làm từ da, là da này là da tổng hợp PU thôi. Giày thì đế xốp, tình trạng độ mới của đế còn cao. Size cho đôi này là 42, chiều dài bàn chân 27 sen, mã M18. Giá cho đôi này là, mắt lòng trong vẫn còn zin nhá mọi người nhá. Hiệu là Saos, chiều dài bàn chân 270 sen, hiệu Hàn. Mẫu này giá sale còn 170.000 mọi người nhá. 170. Kiếm đâu ra được một đôi gọi là 170.000 mà nó còn ngon như này mọi người. Chắc là chỉ có mỗi bên em bán thôi. Đợt này là em soạn hết một loạt toàn lô hàng cũ để em sale nhà em. Bây giờ đang ngồi phải lọc giày ấy mọi người ạ. Lọc giày. Một lát nữa sẽ quay cho mọi người xem cái kho nhá. Đôi này của thương hiệu Adidas ạ. Đế bằng, chất liệu da làm từ da lộn. Size 44,5. Hàng made in Việt Nam. Mã A12. Giá sale 170.000. Đôi này mới nhá. Mới lắm. Các bác nào đi vừa size 44,5 thì mọi người lấy ạ. Chiều dài bàn chân của đôi này là 28,5 cm. 28,5 cm nhá. Lên tiếp ạ. Đây là một đôi giày của thương hiệu Lational Graphic. Mẫu này là hiệu của Made in Korea của Hàn. Size 42.5, mã K2. Chiều dài bàn chân cho đôi này là 27 cm. Giày có màu trắng sứ nhá. Đế còn mới này. Lót còn jean của Graphic nha mọi người nhá. Giày của Hàn. Giá cho đôi này là sale 170.000. Mã K2 giúp em. Size 42.5, chiều dài bàn chân là 27 cm. Chốt đơn. Chụp màn hình lại gửi qua Zalo cho em nhé. Bác nào chốt đơn chụp màn hình lại gửi qua Zalo cho em. Tiếp ạ. Đây là một đôi giày của thương hiệu Adidas. Mã là A21, size là 41 ạ. Chiều dài bàn chân 26, tình trạng đế độ mới cao còn ngon. Giày là hàng made Indo, size 41.5. Size 41.5 nhá, không phải 41 ạ. 41.5, chiều dài bàn chân 26, lót lòng trong vẫn còn jean Adidas Cloud Form. Đôi này mới lắm mọi người ạ. Đôi này em đang bán 500 đấy. Hôm nay em cũng sale 170.000 thôi mọi người nhá. Đây em quay qua cho mọi người xem một cái góc. Đây em đang ngồi để lọc, để soạn, để sale cho mọi người đây nhá mọi người nhá. Đấy, nhà rất là bừa bộn, hàng mới về rất là nhiều mà chưa có thời gian để lên. Thế nên là mới sale cho mọi người nhá. Thế nên là các bác tranh thủ săn sale. Đợt này em sale cực nhiều luôn á, bởi vì là sắp vào vụ rồi. Bây giờ tháng 9 rồi, là bắt đầu từ tháng 10 trở đi là bắt đầu nhà em vào vụ bán hàng Tết rồi. Thế nên là các bác không tranh thủ săn sale á, là sang tháng là mọi người sẽ phải mua giày với giá rất là cao ấy nhá mọi người nhá. Đôi này là mã E9, size 41.5, hiệu Adidas. Đế của đôi này thì hơi mòn mọi người nhá, hơi mòn đế. Đôi này thì tình trạng độ mới là còn cao, lót lòng trong đấy ạ. Đấy. Đôi này thì hàng made in China, sản xuất tại China. Size 41.5, chiều dài bàn chân là 26 ạ. Hiệu Adidas, đôi này mới lắm. Mỗi tội là cái đế của nó hơi mòn thôi. Đôi này giá sale là 170.000 mọi người nhá. 170.000. 170. Adidas. Mã B48, size 43, chiều dài bàn chân 27,5. 275, hàng made in Việt Nam, lót đây ạ, lót lòng trong đây. Chất liệu là giày của nó thì làm bằng vải lưới, lưới kiểu dạng lưới chun co giãn ấy. Đôi này thì mới lắm, giá đang bán 450 này. Bác là không săn nhanh. Là lại mất lượt ngay. Đôi này mới lắm nhá. Đôi này chốt đơn nhá, bác nào chốt đơn mã B48 size 43 giúp em ạ. Đôi này cũng là mã cuối cùng trong video sale hôm nay của em.
Các bác xem kênh thì ưng mã nào chốt đơn vui lòng liên hệ cho em qua số điện thoại là 0963090994 ạ, hoặc là 0983649541 nhé. Và ngoài những cái giày hàng thể thao tầm trung Nike Dunk rồi các thương hiệu của Hàn ra thì bên em có các dòng giày hiệu khác, trong đấy có Gucci, có LV và thương hiệu gì cũng có. Nói chung là các bác cần tìm mẫu như nào thì mọi người chỉ cần gửi ảnh cho em thì em sẽ cố làm sao mà săn được đúng ý của mọi người nhá. Còn nếu không thì mọi người tham khảo mẫu khác. Và em xin phép là tắt máy và chào tất cả mọi người nhá. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo ạ.